Xin chào anh em là Tú. Hôm nay để tiếp tục series hàng mới về thì em Tú sẽ làm một cái video trên tay cho anh em một chiếc đồng hồ Rolex mà bên em mới về. Thì anh em có thể thấy chiếc này của em là một chiếc hàng mới 100% anh em nhé. Sẽ đầy đủ hết hộp như ở đây. Và chúng ta sẽ cùng đi qua từng cái hộp một. Đó, ở bên trong anh em sẽ trang bị một cái hộp màu xanh lá như thế này. Và tất nhiên ở bên trong cái hộp này thì anh em sẽ có một chiếc đồng hồ. Trước khi đến với đồng hồ thì em sẽ ghé qua một chút ở cái phần sổ thẻ của chiếc đồng hồ này. Đây là hai quyển sổ cũng như một tấm thẻ bảo hành chính hãng. Thì tấm quyển sổ đầu tiên đó là quyển sổ worldwide service của chiếc đồng hồ này, và quyển sổ thứ hai thì sẽ là quyển giới thiệu dòng sản phẩm đế chốt cũng như các hướng dẫn sử dụng của dòng sản phẩm này. Và ở đây em sẽ có một cái bao da nữa, và đây là tấm thẻ bảo hành chính hãng của chiếc Rolex này. Tấm thẻ này anh em có thể mang vào Rolex Việt Nam bảo hành chính hãng thoải mái, và anh em sẽ được bảo hành đó là 5 năm. Với anh em có thể nhìn thấy date đây 13 tháng 1 năm 2022, tức là mới vào date cách đây vài ngày thôi. Anh em phải biết là để mà săn tìm được một chiếc date 2022 mới như thế này thì em phải đấu đấu tranh cũng như là cạnh tranh rất nhiều với các đầu buôn khác để mà về được hàng cho anh em. Thì chiếc này của em thì sẽ có mã là 126231 với 36 mm và để mi vàng hồng. Đây là một mẫu mới nhất cũng như là một dòng sản phẩm Mark 2 đời mới nhất của Rolex. Thì anh em sẽ thấy được tấm thẻ cũng như là một cái thiết kế mới của Rolex. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trên tay cho anh em chiếc đồng hồ này. Đây là chiếc đồng hồ mà em muốn giới thiệu đến với anh em ngày hôm nay. Một chiếc Rolex mặt tia đen và đề mi vàng hồng cọc kim cương rất đẹp và thanh lịch như thế này. Anh em để ý một chút là khi mà một chiếc Rolex chính hãng ấy, thì cái độ bắt sáng của nó cực kỳ tốt, tại vì nó sẽ làm được, tức là nó sẽ được làm bởi các vật liệu quý và một vật liệu chỉ có Rolex mới có, ví dụ như thép 904L liềng liềng khía vàng khối 18K. Đó, phần dây cũng được làm bằng vàng khối 18K, lên cái độ bắt sáng của chiếc đồng này cực kỳ tốt anh em nhé. Cọc số sẽ là cọc số kim cương tự nhiên. Đó. Ok, bây giờ em sẽ bỏ cái khoan ra và cùng trên tay cho anh em. Với set 36 của Rolex thì anh em cổ tay tầm trên 15 và dưới 18 là có thể đeo được chiếc đồng ngoài cực kỳ tuyệt đẹp anh em nhé. Với cái size 36 này và độ dày cũng khá là ổn áp thì cổ tay anh em đeo cực kỳ đẹp khi mà anh em trên tay. Mặt kính sẽ được làm bằng sapphire nguyên khối, và anh em có thể thấy phần thân này được làm là size 36 này. Hai bên tức là hai bên cạnh thân là sẽ là chuẩn size 36. Sau đó chúng ta sẽ có một cái phần liềng ở cái bao quanh mặt kính này, và sau đó chúng ta sẽ đến cái mặt kính. Thì cái nhìn cái mặt kính này thì nó sẽ nhỏ gọn ly. Ví dụ như các mẫu nào mà mặt kính nó làm tràn viền ra cả phần liềng này cơ thì nhìn mặt kính nó mới to. Thì đây chiếc đồng này thì được sẽ được thiết kế nhỏ gọn lại, và cái phần thân cũng như phần càng được làm khá là dài, nên anh em đeo lên tay cực kỳ đẹp anh em nhé. Và mặt số của chiếc đồng này sẽ là mặt có màu tông màu đen, và nếu anh em nhìn kỹ vào lên lên cái mặt số này, chúng ta sẽ thấy các đường chảy tia đều khắp các mặt số. Khi mà trên video thì anh em sẽ khó nhìn hơn cái mặt tia, tại vì mặt đen thường nó sẽ khá là huyền bí và bí ẩn, nên nó không làm nổi được cái mặt tia. Ví dụ như mặt xanh, tia xanh hoặc tia hồng thì chúng ta nhìn cái mặt tia rất rõ, còn cái mặt tia đen này thì chúng ta phải nhìn bằng mắt thường và nhìn nghiêng một chút chúng ta mới thấy được cái tia đen đó. Cọc số của chiếc đồng hồ sử dụng sẽ là cọc số 5, cọc số cọc kim cương, và mỗi cái phần chấu giữ viên kim cương này đều được làm bằng vàng khối 18K. Nếu anh em để ý kỹ hơn thì trên các phần chấu này sẽ được hoàn thiện bởi các lát cắt được đánh bóng, nên khi chúng ta nhìn vào cái cọc số này kết hợp với cọc số kim cương thì nó sẽ làm cái cọc số bắt sáng cực kỳ tốt anh em nhé. Đó. Trên mặt đen thì chúng ta sẽ có dòng chữ Rolex Oyster Perpetual và dòng date chốt rất nổi bật với màu mực trắng, và bên dưới anh em sẽ có là dòng chữ Superlative Chronometer, và anh em sẽ có một cái dòng chữ Swissmet đây, và có một cái logo ở chính giữa. Thì đây là một cái điểm đặc biệt để anh em có thể nhận biết giữa dòng Mark 1 và Mark 2.
Mark 1 thì sẽ không có logo, Mark 2 thì sẽ có logo ở chính giữa sòng chữ SwissMade này. Cái đặc điểm này thì anh em sẽ chỉ phân biệt được trên cái đời 11126 thôi. Còn 116 thì nó sẽ không chia ra các mark đâu. Nên anh em cứ phân biệt trên các dòng 126 nhá. Ô để góc 3 giờ với lens background màu trắng chữ đen, và bộ kim của chiếc đồng hồ này sẽ được làm bằng vàng khối 18K. Vẫn kiểu kim đặc trưng của dòng Deutsch, kiểu kim vuông, và phần kim này được làm cực kỳ đẹp, hoàn thiện cực kỳ tốt anh em nhé. Đó, anh em nhìn cái mặt kim này không hề có một cái vết gợn nào luôn. Độ hoàn thiện của Rolex thì cực kỳ tốt rồi anh em ạ. Cọc số này, đó, cọc số cực kỳ đẹp. Và góc 12 giờ anh em sẽ có một cái logo chính giữa ở góc 12 giờ rất nổi bật. Đó là một cái điểm để đặc biệt để chúng ta nhận biết được một chiếc Rolex. Nếu anh em để ý kỹ hơn thì ở trên cái phần liềng của chiếc đồng này, liềng bên trong mặt kính, thì ở giữa cái mặt, cái phần góc 12 giờ với cái phần trên mặt số, thì chúng ta sẽ có hai cái logo, một cái logo trên mặt số và một cái logo trên liềng, và ở các phần còn lại sẽ được chạy chữ vòng quanh Rolex. Và ở góc 6 giờ anh em sẽ thấy được dòng chữ series của chiếc đồng này. Đây, số series đây. Đó, chúng ta nhìn rất là dễ dàng. Và mặt kính chiếc đồng này sẽ sử dụng sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối, với ở mặt bên ngoài anh em sẽ có là các lát cắt đây. Khi mà em sờ tay lướt qua thì cái mặt kính này nó phản, tức là nó cho em lại cái cảm giác đầu tay đó là nó vuông thành sắc cạnh nhưng mà vẫn mềm mại bởi các lát cắt ở cái phần bên cạnh này. Đó, mặt kính được làm khá là cao hơn so với phần liềng. Mặt kính sapphire nguyên khối của Rolex thì họ làm cực kỳ trong suốt anh em nhé. Anh em nhìn, nếu mà anh em nhìn mắt thường mà nhìn hơi nghiêng một chút thì cái mặt kính này nó còn hơi phát ra những cái ảnh tia tia cơ, cực kỳ đẹp anh em ạ. Cái mặt này mà ra ngoài trời nắng thì hết sảy luôn, mà rất đẹp anh em nhé. Đó, chúng ta sẽ có phần lúp đây. Phần lúp này sẽ giúp room ô lịch lên là gấp 2,5 lần. Khi mà anh em nhìn nghiêng này, chúng ta nhìn ô lịch cực kỳ bé đúng không? Khi mà nhìn qua cái phần lúp này thì cái ô lịch nó đã room lên được rất to, giúp anh em xem chức năng một cách rất là dễ dàng. Và đến với phần thân thì anh em sẽ có một cái phần liềng được làm vàng khối 18K và sẽ được hoàn thiện kiểu các rãnh khía. Anh em nhìn các rãnh khía này, cực kỳ tinh xảo anh em nhé. Đó, các rãnh khía đều nhau tăm tắp, không phải ai cũng, không phải thương hiệu nào cũng làm được cái rãnh khía này đâu. Chỉ có Rolex mới làm cái rãnh khía này đẹp như thế này. Vì là một chiếc hàng mới nên anh em nhìn nó sẽ không có vết xước răm nào cả. Đó là một cái điểm đặc biệt mà độ một chiếc Rolex bắt sáng cực kỳ tốt. Chị em chỉ cần nghiêng qua từng góc độ thôi là cái liềng khía này nó bắt sáng lấp lánh cực kỳ bắt mắt rồi. Còn ở phần bên dưới anh em sẽ có một cái phần thân thép không gỉ 904L. Đây là một cái thân thép do chính Rolex họ nghiên cứu và chế tác ra cái bộ thép này. Thì cái thép này nó sẽ cứng hơn, cũng như là độ bóng nó sẽ cao hơn, nên anh em nhìn được vào cái phần thân thép này nó bắt sáng cực kỳ tốt. Còn bên tay phải của em thì sẽ có phần lúm của chiếc đồng hồ này. Cái phần lúm này sẽ là lúm vặn cổ chai anh em nhé. Và cái độ chống lướt của chiếc đồng này cũng khá là tốt, đó là 100m. Anh em rửa tay, đi mưa nhẹ nhàng, thậm chí đi tắm qua thì cũng ok. Nhưng nếu mà anh em đi tắm nước nóng hoặc xông hơi thì lên cởi đồng hồ ra nhé. Thì những cái mẫu đồng hồ này là mẫu chống lướt thôi. Còn về cái hơi lướt hoặc hơi nóng thì nó sẽ không chịu được đó. Nên anh em tránh cái đó. Tốt nhất là anh em sử dụng chỉ rửa tay và đi mưa nhẹ nhàng thôi. Còn cái phần lún này thì em sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng. Khi mà anh em có thể thấy cái phần lún này nó đang đóng chặt với phần thân, và anh em phải mở lún để chỉnh chức năng. Mở lún thì chúng ta vặn ngược lại đó, giống như cái lắp chai vậy. Chúng ta mở lún sẽ phải xoay ra, còn đóng lún sẽ phải xoay lên để đóng chặt lún. Nếu mà khi ra hết được cái gen
thì anh em sẽ thấy được nó sẽ kêu tạch nhẹ một cái. Và sau đó ở lớp đầu tiên, tức là anh em sẽ lên được quad tay. Với một mẫu Rolex thì thường anh em sẽ không phải lên quad tay đâu, tại vì bộ máy của nó quá ưu việt, anh em chỉ cần đeo hàng ngày thôi là nó cũng đã tích được khoảng tầm 80% cost rồi. Nếu mà anh em muốn lên đầy cost hơn thì chúng ta cũng có thể tháo lúm để hỗ trợ lên cả quad tay. Thì lớp đầu tiên là lên quad tay này, lớp thứ hai đó là chỉnh lịch đó, và lớp thứ ba sẽ là chỉnh giờ. Rất là dễ dàng đúng không anh em, bộ máy 3 kim một lịch. Và khi nào chỉnh lịch xong thì anh em bấm vào, và sau đó muốn đóng đúm thì anh ấn và xoáy, chúng ta sẽ đóng được cái phần đúm này lại. Khi mà lúm ôm sát với phần thân như thế này thì cái độ chống nước của em nó sẽ là 100 m. Còn đối với phần dây, anh em sẽ được trang bị bộ dây Jubilee được làm 5 chỉ mắt nhỏ đan lại với nhau. 5 chỉ này sẽ được 3 chỉ là ở giữa sẽ được làm bằng vàng khối 18K, còn 2 chỉ bên cạnh sẽ được làm kiểu phay xước, phải là được làm bằng thép. Phần dây Jubilee này được làm cực kỳ đẹp anh em nhé. Đây là một bộ dây có cái mức giá cao hơn so với các bộ dây tăng. Bộ dây tăng thì kén người đeo hơn, tại bộ dây đấy thì nhìn nó hơi thô. Còn bộ dây Jubilee này thì được rất nhiều anh em ưa chuộng bởi cái công dụng đeo lên tay cảm giác rất là mềm mại, rất thoải mái. Và cái bộ dây này nó rất đẹp nữa. Ba chỉ ở giữa được làm bằng vàng khối màu vàng hồng. Đó, còn hai chỉ bên cạnh sẽ làm phay xước. Nếu anh em để ý kỹ hơn một chút thì từ phần tay càng này đến phần đuôi khóa, chúng ta sẽ được làm thon dần đến phần đuôi khóa để giúp anh em lên tay. Cái phần dây này nó sẽ tạo một cái vòng ôm cực kỳ gọn gàng khi mà anh em lên tay và nó rất đẹp nữa. Còn đây là phần khóa của chiếc đồng này. Khóa sẽ là khóa Oyster, khóa đời mới. Với phần khóa Oyster này thì anh em sẽ có đó là một cái chỉnh thông minh ở phần đuôi khóa như thế này. Muốn đóng khóa thì anh em sẽ gập lại và anh em bấm vào cái phần logo này, chúng ta sẽ đóng được khóa. Rất dễ dàng đúng không anh em? Còn khi muốn mở khóa thì anh em sẽ gẩy cái đầu khóa này lên, chúng ta sẽ mở khóa rất là dễ dàng thôi. Còn đây là cái mắt thông minh của trước phần khóa này. Anh em có thể thấy một cái mắt gập như thế này ở đây. Thì cái mắt gập này chúng ta sẽ sử dụng trong những trường hợp ví dụ như vào mùa hè anh em vận động thì cổ tay nó sẽ giãn lở ra, sau đó anh em sẽ đeo cảm giác bị chật, khi đó anh em sẽ kéo cái mắt này ra. Đó. Khi đó chúng ta sẽ ra được khoảng tầm một mắt thì chúng ta sẽ đeo cực kỳ dễ dàng và thoải mái trong mọi tình huống. Ví dụ như anh em sử dụng đeo mà bị hơi bị lỏng một chút thì chúng ta sẽ có thể gập cái mắt này lại đó, và sau đó anh em lại đeo như bình thường thôi. Một cái rất là thông minh và rất là nhân văn là trên cái bộ khóa như thế này, bản thân em cũng rất thích cái bộ khóa này. Ở mặt sau đáy thì anh em sẽ thấy được cái mặt sau đáy này sẽ được làm bằng thép, cũng như được đánh bóng cũng như đánh phay xước rất đều. Bộ dây sẽ được đánh phay xước toàn bộ. Và đây là một mẫu mới lên sử dụng, bộ máy là bộ máy 3235. Anh em sẽ có một cái thông số đó là 31 chân kính, tần số rộng là 28.800 và thời gian tích cót đó là 70 tiếng anh em nhé. Với những cái các bộ máy khác thì họ thường giảm dao động để tăng độ truy cót, nhưng với Rolex thì không, họ vẫn giữ nguyên tần số rộng là 28.800 và họ làm tăng lên được cái thời gian tích cót đó là 70 tiếng. Với tần số dao động là 28.800, anh em nhìn kim dây trôi rất mượt anh em nhé. Ví dụ như các mẫu máy 25.200 hoặc 21.600 thì cái kim dây của những chiếc bộ máy đó nó giật hơn rất là nhiều. Còn cái bộ máy 28.800 này thì anh em để ý mỗi một giây cái phần kim dây này nó sẽ nhảy 8 lần. Đó, nên chúng ta nhìn thấy cái kim dây này nó quay rất là mượt. Đó. Ok, bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng này nhé. Khi mà cổ tay em là cổ tay 16 đây, đeo lên tay chiếc đồng này cực kỳ vừa vặn và đẹp mắt. Anh em là cổ tay như em đã nói là cổ tay trên 15 và dưới 18
thì đeo chiếc đồng lạnh cực kỳ đẹp và sang trọng. Anh em cổ tay to cũng không phải lăn tăn gì đâu, tại vì cổ tay Tây thường họ cổ tay Tây rất là to mà họ vẫn đeo 36 bình thường, nên anh em cổ tay to mà thích đeo size 36 vẫn đeo thoải mái anh em nhé. Chiếc này thì em đang bán là một chiếc hàng mới, em giao lưu với anh em đó là 418 triệu anh em nhé, 418 triệu cho chiếc Rolex siêu đẹp, siêu mới như thế này, date 2022. Anh em quan tâm chiếc đồng lạnh của em thì có thể qua trực tiếp xoay mở số 78 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc số 17 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Anh em trong Hồ Chí Minh thì có thể qua số 82 đường số 2, phường 26 quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh để lên tay trực tiếp. Số điện thoại của em thì em có để dưới góc màn hình, anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở trên đó, hoặc anh em liên hệ với em qua Zalo, Facebook, em đều để số điện thoại ở đây. Thì anh em cứ search là ra Facebook, Zalo của em thôi. Đó. Bây giờ em sẽ quay qua tổng thể một lượt để anh em có thể chiêm ngưỡng được cái mẫu này nhé. Mặt đen cực kỳ đẹp anh em nhé. Liềng khía. Đây có thể gọi là một trong những cái mã được rất nhiều anh em ưa chuộng. 126231, 126233. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Em xin kết thúc video từ đây. Xin chào và gặp lại anh em.